Hi, mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại mình đang test thử cho các bạn xem, đó là một cái máy lọc đứng của hãng Zinica IBF080. Thì cái máy này có 3 công dụng là vừa lọc nước, vừa tạo oxy và vừa thổi luồng được luôn nha các bạn. Ở trong đây mình có bỏ một số sứ bi màu, trong máy không có sẵn nhưng mà mình chế là vậy nha các bạn. Thì đối với đồ lọc này các bạn nên sử dụng cho hồ tầm 60 xăng trở lại thôi. Còn mình đây mình test cho các bạn xem, đó là cái hồ tới 1 mét lận. Hồ 1 mét thì do là cái chiều cao hồ nó cao quá, khi mà các bạn để này thấp xuống á thì nó sẽ không tạo oxy được. Cho nên mình khuyên các bạn chỉ sử dụng cho hồ 60 trở lại thì nó thích hợp hơn, nó lọc nước tốt hơn. Rồi bây giờ để mình hạ thấp xuống cho các bạn xem luôn nha. Đó các bạn thấy không? Mình chỉ nhích xuống một chút xíu nữa là nó đã không có tạo oxy được rồi. Nếu mà bạn nào muốn sử dụng oxy của nó thì cho hồ tầm 1 mét á, thì các bạn phải chịu là phải để nó cao cao lên một chút. Nó bắt buộc các bạn nếu mà sử dụng oxy của cái máy này thì các bạn phải nên để cao một chút xíu. Và ở đây nè, nó có cái nút dẫn ra dẫn vô nè, cho các bạn điều chỉnh lượng oxy nha. Đó mình đang dặn vô là oxy nó nhỏ rồi đó các bạn. Đó mình khóa chặt là oxy nó nhỏ lại. Rồi để bây giờ mình tắt máy và mình đi chi tiết sản phẩm cho luôn cho các bạn xem nha. Rồi đây là hộp máy của nó nha các bạn. IBF080. Có công suất là 18W và lượng nước bơm được là 800 lít trên giờ. Bên trong của nó gồm một cọng dây oxy nha các bạn, dây nãy đó. Với cái này mình đã tháo ra sẵn cho các bạn xem. Một cái đầu chuyển hướng của oxy hoặc là chuyển hướng của thổi luồng nha. Các bạn nào muốn gắn vô bên đâu gắn. Còn cái này là cái nút khóa thổi luồng, bạn nào không thích thổi luồng thì cứ việc khóa nút này lại. Còn cái nút này chỉ là nút gài oxy thôi à. Đây là máy bên trong. Đây là cái nút gài nè các bạn. Các bạn xài oxy thì các bạn tháo cái nút gài này ra. Còn cái lỗ bên đây là thổi luồng nha các bạn. Cái chỗ này là chỗ oxy nãy của mình nè. Nè, bạn nào muốn thổi luồng gắn vào bên thổi luồng. Khi gắn vào bên thổi luồng thì các bạn hạ thấp cái này xuống các bạn mới gắn được nha. Đó, các bạn thấp xuống như nè, các bạn mới gắn thổi luồng được. Điều hướng thổi luồng lên xuống. Thổi luồng này cho nó thổi những cặn bẩn nó lưu hoạt động trong nước á, cho cái máy nó hút vô nha các bạn. Rồi bây giờ mình gỡ cái máy ra cho các bạn coi. Các bạn xem, các bạn nhớ kèm cái đầu này nha, các bạn chỉ gỡ cái ống ở dưới thôi. Chỉ sợ các bạn không kèm là nó xúc ra cái máy bơm nha các bạn. Rồi đây là cái hộp lọc của nó. Các bạn muốn mở ra các bạn chỉ cần thọt tay vậy nè, các bạn rút mạnh nó ra nha, để mình lấy thế cái. Đây bên trong ban đầu của nó chỉ là một miếng bông lọc này thôi nha các bạn. Và hồi nãy của mình có bỏ cái sứ bi màu vô á. Thì hồi nãy mình dục luôn cái miếng bông lọc này ra. Mình sẽ bỏ một sứ bi màu dưới đây nè, để mình lấy cái hộp lọc cũ cho các bạn xem. Đây cái hộp lọc cũ nãy của mình đây nha các bạn. Mình lấy miếng bông lọc nó ra và mình thay thế bằng cái miếng bông lọc này nè. Mình cắt cái miếng vừa đủ vô cái phần này nè. Hồi nãy mình mới lọc có chừng 5 phút mà nước nó bẩn, nó được động lại ngay chỗ cái miếng bông lọc này các bạn. Nếu mà các bạn làm như mình á thì lâu ngày thì các bạn vệ sinh cái này một lần. Còn dưới này thì mình cho vật liệu lọc là cái sứ bi màu, để vừa làm nhà cho vi sinh luôn. Như vậy thì nước nó sẽ trong hơn nha các bạn. Đó mình bỏ vô đó một mớ sứ bi luôn. Thường thì cái hồ kiến của các bạn á không có chỗ để ba cái sứ bi này, thì mình thấy tiện dụng thì mình để trong đây cho lọc nước luôn các bạn.
Các bạn nào muốn làm theo theo mình thì làm, còn không thì các bạn để miếng bông lọc của nó có cho sẵn, bạn để vô vậy thôi. Thì cũng lâu ngày các bạn dơ thì các bạn giặt sạch lại với nước. Như mình cũng sẽ để hai sản phẩm luôn, một là cái sản phẩm bình thường của nó, còn hai là mình sẽ thêm một số sứ bi màu và cái bông lọc đó cho các bạn. Thì miếng bông lọc đó là 5.000, còn sứ bi ví dụ mình 200g đi, 200g là 10.000, mình sẽ để 10.000 đó. Các bạn nào muốn mua cái combo thứ vậy thì giờ mình sẽ để, mình sẽ gắn trong giỏ hàng luôn nha, cho các bạn dễ mua. Các bạn nào muốn lọc nước tốt thì mua sứ bi này bỏ vô giống như mình vậy đó. Rồi giờ mình sẽ gắn lại và mình test lại trong cái hồ nhỏ cho các bạn dễ xem hơn nha. Rồi mình đã gắn vào cái bể 50 của mình rồi nha các bạn. Bể này bể 50. Thì khi mình gắn vô mình cứ hạ xuống đáy luôn là nó vẫn hoạt động được. Còn như nãy cái hồ một kia nó cao quá, cho nên khi mình gắn mà mình hạ xuống là oxy nó sẽ không hoạt động được. Cái này các bạn có thể tự điều chỉnh cái lượng oxy bằng cái nút này nha các bạn. Các bạn siết qua siết lại là lượng oxy nó sẽ giảm hoặc là tăng nha. Đó, mình đang siết vô là nó giảm oxy nè. Thì tùy theo các bạn nuôi cá gì và cái lượng oxy, ví dụ các bạn thấy nhiều quá cá nó bơm không nổi thì các bạn hạ oxy nó lại. Còn các bạn thấy nước nó đang quận quận nè, là do là cái đầu thổi luồng đây nó đang thổi nè các bạn, mình không có bịt lại nè. Khi thổi luồng này thì nó sẽ lưu, cái dòng nước nó sẽ lưu chuyển. Ví dụ có những phân cá thì nó sẽ được hút vô đó và nó lọc nước cho các bạn. Còn các bạn nào không muốn xài thổi luồng này thì các bạn có thể khóa. Khóa bằng cái nút khóa hồi nãy mình, khóa bằng cái nút này nè các bạn. Các bạn có thể khóa luôn. Rồi sản phẩm thì mình có để phía dưới góc trái màn hình nha. Các bạn nào có nhu cầu mua thì cứ click vào đó xem thử. Mình sẽ để hai chế độ luôn, một là máy thường của máy này, hai là mình sẽ để thêm miếng bông lọc và 200g sứ bi màu. Cho các bạn nào muốn mua và làm cách của mình thì các bạn làm nha. Rồi mình xin chào các bạn nha.